小姐啊，我现在呢是去服务要帮小姐啊，也不要点也先跟家位爷。Trời ơi, tôi nói đó nha, cái tủ lầu gì đâu đó, không biết bị mắc phong long gì đó, hai ngày đây đó, hả, khách ế nhẹ vậy đó hả, mà mình cúng rồi đó, giái ông địa quá trời luôn vậy mà khách khứa gì đâu mà thấy vắng tanh vậy đó, bởi vì khổ ghê vậy, thật sự không biết bây giờ mình phải làm sao nữa đó, giái ngay ông tà ông địa là có linh thiêng cho khách khứa tới đi, trời ơi, lúc này hẻo gì đâu á, khổ ghê. Kìa, trời ơi, khách kìa, trời ơi, khách kìa. Lâu ghê mới gặp thiếu gia đó. Hôm nay thiếu gia rảnh rỗi đến vô quán mình, trời ơi mừng quá à. Ủa nhưng mà không phải thiếu gia đâu. Ngày xưa thì thiếu gia chứ còn có bây giờ là dư gia đó nha. Ghét quá à. Tại bây giờ thiếu gia ngồi đây nha. Rượu đâu, rượu đâu, rượu đâu. Rượu đâu mấy em ơi đem rượu ra nha. Ca kỹ ra hát phục vụ lẹ lên. Ca kỹ đâu? Qua hát phục vụ khách kìa. Sao thiếu gia thấy sao này dễ thương lắm đó, nhất ở đây đó nha. Sao thiếu gia? Xấu quá. Trời ơi, thiếu gia nhìn gì mà xấu gì không biết nữa à. Đâu có gì đâu, ta dễ thương thiếu mồ nè đó. Thiếu gia nhìn kỹ đi nè. Đó, cái mặt nó có một ruồi như da chó, dễ thương lắm á. Chưa kể nè, đó có cái răng súng thấy thương lắm nè. Trời ơi, thấy thương lắm đấy. Sao vậy thiếu gia? Thôi đi bà, bà dẹo nhiêu đó người ta không chịu là biết rồi, hiểu rồi, thấy không? Tự tin quá cái áp sát người ta hoài vậy đó. Thôi đi vô giùm tôi đi mẹ, nhìn cái mặt bà tôi còn muốn ói nữa à. Đi đi vô vô vô. Nè, lẹ lên. À, xin chào mọi người chào. À, xin chào mọi người. À, xin chào. Cô đây chào, ca sĩ Thanh Ngọc. Mây khi muôn sắc hoa chấm hoa nở cùng theo bước em về. Muốn hai một cánh hoa hồng đỏ thắm bên đường. Này anh hai, đứng hai hoa dài. Hãy hai xung cánh hoa hoa tình yêu của tôi. Ép vào má thắm cho hoa được bền lâu. Ơi anh hỡi, mình vừa biết nhau. Mình gặp nhau chốn đây mà lòng đã thấy ngất ngây. Nếu tình anh đã dành riêng đến em, hãy nói với em một câu nói êm đềm. Em đâu lừa dối câu ân tình để anh buồn. Này anh hỡi, trọn tình với nhau. Tình yêu ta đã trao, thề trọn đời ta có nhau. Tình yêu ta đã trao, thề trọn đời ta có nhau. Tình yêu ta đã trao, thề trọn đời ta có nhau.
vậy lần sao? Bị lui à? Lần sao không hiểu? À, bị lui là tiền la, trời tiền ơi. Tiền á? Em từ buổi xem nhạc, giọng ca ngọt em xiết bao, lời ca bóng như lao sao mà lòng anh thấy sao nào nào, tựa như giấc mơ phương nào. Từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vẫn mà sao em vẫn như không hay để anh nhớ thương ngày đêm. Anh luôn mong gặp em hồi cho lòng vơi hết đắng cay, xin em chớ vội lấy chồng như người ta hát diêu bông, người ta trách là siêu mâu. Chờ em chờ đến bao giờ để anh dệt thêm giấc mơ, đành ôm môi tương tư đau thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp. Dễ thương không? Nếu mà có thì hãy bấm đăng ký kênh của Ba Quang Lê để xem nhiều sản phẩm hay hơn.